Đây. Em thử cái hạt cái bóng chìm nhá, để các bác xem nhá. Đấy. Chìm nước ngay lập tức. Rất là thơm này. Tinh dầu nó nhiều nên là mình thả vào nước này nó sẽ chìm ngay. Xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu tới các bác mẫu vòng gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn. Hoàng Đàn Tuyết thì là một loại gỗ quý, có cái mùi thơm rất là đặc biệt và dễ chịu và rất là tốt cho sức khỏe các bác nhé. Tại sao lại gọi là Hoàng Đàn Tuyết? Thì là các bác để trong cái môi trường kín, là những cái túi ziplock một thời gian hay là trong lọ, thì một thời gian thì nó sẽ ra, sẽ có những cái lớp tuyết như này, là do cái tinh dầu của gỗ hoàng đàn đấy sẽ ra những cái lớp tuyết như này rất là đẹp. Các bác đeo một thời gian thì nó sẽ bay mất thôi. Khi các bác để trong cái môi trường kín nhé, thì là sẽ có những cái lớp tuyết như thế này. Cách nhận biết vòng gỗ hoàng đàn thì cũng tương đối là dễ thôi, nhưng mà đối với những bác nào mà chưa biết thì sẽ phải để ý kỹ hơn một chút. Thì đặc điểm là cái loại gỗ này thì có cái màu vàng nhạt này, hoặc là màu vàng đậm hoặc là nâu đậm, tùy theo cái hàm lượng tinh dầu. Đây các bác có thể thấy đấy ạ, cái gỗ này thì cái đường vân thì nó sẽ không kiểu sắc nét mấy, nhưng mà nên là khó, rất là khó nhận biết theo đường vân, mà chủ yếu là chúng ta sẽ nhận biết dựa vào màu sắc và cái mùi hương. Cái mùi hương của cái gỗ hoàng đàn tuyết này thì là rất là đặc trưng. Các bác nào đã từng ngửi qua một lần thì là sau khi mà các bác gửi lại ấy, thì là mình sẽ nhận ra ngay lập tức. Và ở hiện nay thì ở trên thị trường thì chủ yếu thì các bác mua ấy thì là đang được bán, thì chúng ta chủ yếu là sẽ phân ra làm hai loại chính, một là loại hoàng đàn tuyết loại chìm và loại không chìm. Loại chìm thì được giá đắt hơn, cao rất là nhiều nhé, gấp 3, gấp 4 lần so với loại thông thường. Loại chìm thì sao nó lại đắt hơn? Vì là loại chìm ấy thì là cái hàm lượng tinh dầu ở trong cái hạt vòng này nó nhiều hơn rất là nhiều. Khi mà cái hàm lượng tinh dầu nó nhiều thì sẽ làm cho cái hạt vòng nó nặng hơn và dẫn là sẽ chìm nước. Chìm nước ở đây là ý chúng ta muốn nói đến là cái hàm lượng tinh dầu của hạt vòng nó nhiều hơn các bác nhé. Và chính vì hàm lượng tinh dầu nó nhiều hơn thì thành ra là cái vòng của chúng ta sẽ có mùi thơm hơn, và mùi thơm nó bền gần như là mãi mãi luôn. Và khi chúng ta đeo ấy thì vòng nó sẽ bóng đẹp hơn các bác nhé, vì là ở bên trong cái hạt gỗ nó nhiều tinh dầu ấy, các bác đeo một ra thì nó đẹp hơn. Đây em đang lấy ví dụ, đây là một hạt chìm, vòng chìm các bác xem qua. Đây là vòng chìm nhé, quay cho bác xem. Đây vòng chìm này. Có nhiều vòng nó hàm lượng tinh dầu nó nhiều hơn nữa thì nó đen sậm hơn nhé. Đây là cũng gọi là hàng tuyển chọn rất là kỹ rồi các bác ạ. Đây cũng là một vòng chìm này. Các bác có thể thấy nhưng mà nhìn theo tứ ngang này, đen xì luôn. Và mình hiện theo cái thứ gỗ thì một lúc mình nhìn nó không ra. Đây. Rất là đen nhá. Các bác có thể thấy đen. Đấy. Tinh dầu ở bên trong đặc xịt luôn. Đấy. Hạt nào cũng phải đặc xịt như này này. Bản thân khi mà nhà em tiện vòng thì cũng phải thử từng hạt cho các bác. Hạt nào chìm là mình sẽ phải chọn riêng ra. Đây em này quay đến cái hang nổi đây. Ví dụ nhá, đây hang nổi các bác nhìn thấy màu nhạt hơn hẳn luôn, đúng không? Màu nhạt hơn hẳn luôn đấy ạ. Nhất nhìn bên ngoài này, màu sắc. Hang này của nhà em cũng gọi là hang nổi, nhưng mà cái lượng tinh dầu cũng phải chọn tương đối là cẩn thận. Đây. Đấy, màu sắc tinh dầu nó sẽ không được nhiều như là hàng chìm. Chính vì vậy cái mùi hương thì nó cũng sẽ không được nhiều bằng các bác nhé. Sau đây em sẽ thử với cả nước để cho các bác xem. Đây. Em thử cái hạt cái vòng chìm nhé, các bác xem nhé. Đấy.
chỉ nước ngay lập tức. Rất là thơm này. Tính dầu nó nhiều nên là mình thả vào nước là nó sẽ chìm ngay. Xì. Đấy, hạt đậu xì nó nổi lên đấy ạ. Đấy. Thì các bác để tầm độ 1-2 phút thì các cái hạt oxy ở trong các cái lỗ của cái vòng ấy nó thoát ra thì nó sẽ chìm thôi. Đây, em tiếp theo em sẽ thử cho các bác cái loại nổi như nào nhá. Đấy ạ. Đấy, nổi này. Sẽ nổi lênh phênh như này cơ. Cái lượng tinh dầu nó không được nhiều nên là thực ra là nó sẽ nổi. Đây. Đấy. Đấy, nổi được các bác nhá. Đấy, đây là loại chìm nhá. Nhưng mà đây này, các bác nhìn thấy chưa? Các cái hạt oxy này. Đấy, khi mà nó nổi hết cái hạt oxy, thoát hết cái hạt oxy ra thì nó sẽ chìm. Đấy, các bác thấy chưa? Các hạt oxy nó nổi lên này. Hạt oxy nó bám ở trong các cái hạt gỗ nó. Đấy, chìm nhá. Đấy, các bác trước khi mua thì các bác cũng phải tìm, phải biết để mình mua được cái vòng nó đúng ý của mình. Để tránh trường hợp là chúng ta không biết mà mua phải cái hàng, tránh trường hợp chúng ta không biết mà chúng ta lại mua phải những cái hàng gọi là hàng kém chất lượng mà lại mua phải giá cao. Cái hàng chất lượng thì giá mình mua đúng cái giá trị của nó thì không sao, nhưng mà chúng ta mua phải hàng kém mà lại cái giá nó cũng không đúng ý, thì mình đeo nó cũng không thấy thoải mái lắm. Vậy, xin chào các bác nhé. Em vừa chia sẻ xong các bác về một chút về kiến thức về cái vòng gỗ hàng đàn rồi, thì các bác cần em tư vấn thêm cái vấn đề gì nữa thì các bác hãy comment ở dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.